Đây là chùa Phước Ân, ngôi chùa cũng ở Cái Bè. Thì ngôi chùa này rất là rộng, các bạn thấy vào khu viên rất cực kỳ rộng luôn. Cũng như một cái chùa khác thì Mèo Quan Âm vẫn được để bên ngoài như thế này. Thường chúng ta vào chúng ta sẽ lại mẹ ở trên đây trước, và các bạn khấn vái gì để các bạn khấn vái ở đây, sau đó chúng ta sẽ vào trong. Lưu ý là các bạn lên các bạn bỏ dép ở bên ngoài này nhé, để tránh dơ cái sàn ở trên, cái sàn ở trên để chúng ta quỳ á, nên chúng ta nên để dép ở dưới. Vì cái chùa này nằm ở cũng khá là dễ kiếm nên người ta đi khá là đông. Chùa này thì xe lớn có thể vào được, không giống như cái chùa lúc nãy mình đi, thì một cái chùa nó nhỏ và cái đường vào nó cũng rất là nhỏ, thường thì đi xe máy mới vào được, còn không thì chúng ta phải đi xe lớn, chúng ta phải đậu ở ngoài và chúng ta đi bộ vào. Rất là rộng. Giờ này thì cũng khá đơn giản thôi. Ở đây có một tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật này mình thích nhất, tượng Phật Di Lặc bằng gỗ, rất là đẹp luôn. Đi các bạn đi dịp Tết thì hai bên nó sẽ để hai cây mai nữa với ông Phật ở đây. Chính điện rất là rộng, cao rộng. Thường thì những ngày gặp lớn như thế này á thì mọi người thường đi viếng rất là nhiều cánh chùa, thường là 10 cánh chùa thì nó sẽ tốt. Tuy nhiên thì nếu mà bận thì bạn đi một vài cảnh cũng được, như mình thì mình đi 4-5 chùa thôi. Và cái chùa kế tiếp mình ghé đó là chùa Phước Thạnh, cũng ở Cái Bè luôn. Ngôi chùa này thì năm trước mình có đi, cái khúc bên này nó đang xây dựng mà và hiện tại nó vẫn đang xây dựng luôn. Mình không biết là tại sao lại xây dựng lâu vậy, hình như là đã ngưng xây dựng rồi. Không biết là có phải là thiếu kinh phí hay không. Năm trước mình đi vẫn vậy, năm nay cũng vẫn như vậy, vẫn chưa xây thêm gì hết. Nghĩ là đã ngưng xây rồi. Bên đây là ngôi chùa cũ của chùa này. Không, chùa này không gọi là quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn, nó cứ trung bình vậy đó. Đây, muốn khấn vái gì thì cứ lại đây, vái với Phật Quan Âm. Đường này nè. Dẫn qua phần nằm lại. Và bên đây thì còn có một ông Phật nằm nữa. Cái Phật nằm này giống như trên Châu Đốc, nếu bạn nào có đi á, thì trên Châu Đốc có ông Phật nằm giống tương tự như vậy. Còn bên này thì có Phật Thích Ca đang ngồi dưới cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề này cũng rất là đẹp. Đây các bạn thấy không? Ở đây cũng khá là to đó. Mình cứ thích những cái cây Bồ Đề như thế này, nhìn nó đẹp đẹp kiểu gì á. Nhất là thêm có ông Phật Thích Ca ngồi dưới nó là đúng đẹp luôn. Thường thì những ngôi chùa lớn thường là lúc nào cũng có một cái cây Bồ Đề ở phía trước, hay là trong khuôn viên chùa lúc nào cũng có một cây hết. Những cái chùa cổ nhìn những cây rất là to, rất là đẹp. Lát nữa mình sẽ đi cho các bạn xem ngôi chùa có cây Bồ Đề cũng rất là to. Đây là ông Phật nằm đây. Phật Thích Ca đang nằm. Tính ra ông đang ngủ mới làm phiền ông luôn à. Thì ngủ không yên với mấy con này. Thank you.
Và ở miền Tây này á, thì có một cái rất là ngộ, đó là những cái tượng này chúng ta sẽ lấy tay, chúng ta sẽ xà xà vào cái tượng và chúng ta sẽ đưa lên người, chúng ta so lên người, kiểu như bệnh tật nó sẽ tan biến, sẽ giảm bệnh tật hơn, khỏe mạnh hơn, thì họ tin là như vậy á. Còn bên này có cả tượng kể về sự tích của Đức Phật Thích Ca khi còn nhỏ. Bước tới đâu thì hoa sen nở tới đó nè. Này các bạn nào có nghe cái chuyện thì sẽ biết câu chuyện này của Phật Thích Ca. Còn đây là cửa vào của ngôi chùa cũ. Không biết tại sao giờ này lại khép cửa như vậy nha. Ngôi chùa này có một đặc trưng rất là hay, đó là những cái bông hoa này nè. Họ xếp rất là đẹp và nghệ thuật. Cái bông này cắm rất là đẹp luôn á. Lát nữa mình sẽ quay sát lại cho các bạn xem. Cắm rất là đẹp luôn. Đây. Đẹp chưa? Cắm hoa này rất là công phu. Ở đây nữa nè. Hoa cắm rất là đẹp luôn. Chùa này cũng thờ Phật Thích Ca và Phật Quan Âm là chủ yếu nha. Phía sau này cũng có một chậu bông cắm rất là đẹp. Cái bình chứ, cái này gọi là bình. Bình hoa rất là to, cắm rất là đẹp. Trên chánh điện cũng cắm hoa. Những nhà sư đây mình nghĩ nó có hoa tai rất là cao, cắm rất là đẹp luôn. Và video về tham quan các cảnh chùa nhân dịp rằm lớn tháng 7 này á thì đến đây là kết thúc ha. Vì mình cũng có thời gian mình đi quay nhiều, các bạn xem mình chỉ quay một vài cảnh chùa ở khu vực của mình thôi. Và những cảnh chùa này thì ở cái bè Tiền Giang ha. Khu vực này thì còn có rất là nhiều cảnh chùa đẹp nhưng mình chưa có thời gian. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.